tỳ ca ni chăng đan ha bà rắc ca ma hồ sanh tỳ thi ra ra niết bàn yoga khi mang ai người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí huệ niết bàn đạt an tịnh vô thượng. Đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Bề cha di nô xà ta tỳ ca niết chăng đan ha mà rạp ca ca ma hồ sanh tỳ thi là niết bàn năng nếu gác khi mang à nếu chúng ta trí nhân tinh tấn thiền hành kiên trì nỗ lực kiên sanh niết bàn ma dương khó buộc khó là tự do tối thượng kênh thang bến bờ. Đó là khổ thơ của hòa thượng Như Đức. Và con đã kể xong ạ. Và cảm ơn Vinh Vatsana đã bớt bài. Và xin kính mời cô tu nữ trợ duyên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Đạo tràng rõ âm thanh thời gian. Dạ, tại hôm nay ngày sám hối của sợ âm thanh nó có án. Dạ, nghe rõ hả Nhật Bình? Dạ, cảm ơn Nhật Bình. Dạ, con kính lễ Thượng Tọa Minh Thành, kính lễ Đức Tự Đức. Dạ, bây giờ thì Yên xin kể kinh Pháp Cú số 23. Dạ, cảm ơn Minh và Thành Á. Tề cha di nô ta tỳ ca niết chăng đan ha bà rắc ca ma hồ sanh tỳ thi ra niết ba năng vô gắc khê măng a nút ta răng tề cha di nô sa ta tỳ ca niết chăng đan ha bà rắc ca ma hồ sanh tỳ thi ra niết ba răng vô gắc khê măng a nút ta răng tê cha di nô sa ta thi ca nít chăng đàn ha bát rắc ca mà phú san tí thi ra nít bà năng vô gắc khê măng ánh nút ta răng người hằng tu thiền thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thượng. Khổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Trí nhân tinh tấn thiền hành kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn ma vương khó buộc khó ràng tự do tối thượng thênh thang bến bờ. Dạ, khổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ tự nhiên cũng để lên nghe pháp nữa. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, con kính đảnh lễ cô tu nữ đại duyên và đại đức đại đức, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 23. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa ra kha ma phú san ti thi ra nít bà năng đồ gác kê măng anut ta rằng tề cha di nô sa ta ti ca nít chăng đàn ha pa rắc kha ma phù san ti thi ra nít bà năng vô gác kê măng anut ta rằng người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thượng của hòa thượng Thích Minh Châu. Tề cha di nô sa ta thi ca ni chăng đan ha pa răng tha ma
phù sản thi thì ra niêm ba năng vô ngăn khê măng anun ta răng thề cha di nô xà ta ti ca niên chăng đan ha phà răng ca ma phù sản thi thì ra niêm ba năng vô ngăn khê măng anun ta răng trí nhân tinh tấn thiền hành kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn ma vương khó buộc khó ràng tự do tối thượng thênh thang bến bờ của hòa thượng giới đức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mời Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đệ Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên ấy, mình kính chào với anh chị. Cảm ơn chị Nhật Bình, cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 23. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chàng đàn ha ba rắc khi ca ma phu san ti thi ra ni ba năng vô gác khê măng an ta rằng tê cha di nô sa ta ti ca ni chàng đàn ha ba rắc ca ma phu san ti thi ra ni ba năng vô gác khê măng an ta rằng Tê cha di nô sa ta ti ca ni chăng đan ha ba rắc ca ma phù san ti thi ra ni ba năng vô găng khê măng a nu ta rằng người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thượng. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chang đan ha ba rằng ca ma phu san ti thi ra ni ba năng vô găng khê măng a nu ta rằng tê cha di nô sa ta ti ca ni chang đan ha ba rằng ca ma phu san ti thi ra ni ba năng vô găng khê măng a nu ta rằng trí nhân tinh tấn thiền hành kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn ma vương khó buộc khó ràng tự do tối thượng thênh thang bên bờ phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ kính mời huynh trưởng tiếp theo ạ. Sa thu lành thầy xích ái minh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Kha Giá. Kính lễ lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào. Kính lễ lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 23. Tê cha di nô sa ta ti ca ni chang đan ha pa rak ca ma phu san ti thi ra ni ba năng Yoga khe mang anota rang te cha yi no satatika nik chang dan ha parakama phu san ti thi ra ni ba nang yoga khe mang anota rang te cha yi no satatika Niết chàng đan hà pa ra ca ma phu san ti thi ra ni ba năng yoga khe mang anu ta rằng tê cha di nô sa ta ti ca niết chàng đan hà pa ra ca ma phu san ti thi ra ni ba năng Yogan khe mang anu ta rằng người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thượng. Bản dịch của ngài Minh Châu.
Chí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn. Ma vương khó được, khó buộc khó ràng, tự do tối thượng thanh thang bến bờ. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin được xuống mic, kính mời sít nhiệt huỳnh tiếp theo. Dạ, xa thủ lành thai, kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná và cảm ơn Sít Rạng Đông. Minh Quát Tha Ná cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Một lần nữa, còn thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính lễ, kính đảnh lễ Đại Đức, Đại Đức vừa quan năm giao đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý ba, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu dễ giao đạo tràng. Kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Bình thấy thường tòa Tây Nguyên online rồi mà chưa thấy sư vào. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 23. Dạ, cảm ơn Minh Bát Anh Á cho bài học. Tê cha di nơ sa tát tí ca nịt chăng đàn hạ bà rát khá ma phú san tí thị ra nịp bà năng dỡ gấp kề măng anh nốt ta răng. Tê cha di nơ sa tát tí ca nịt chăng đàn hạ bà rát khá ma phú san tí thị ra nịp bà năng dỡ gấp kề măng anh nốt ta răng. Chê tê cha di nơ sa tát tí ca nịt chăng đàn hạ bà rát khả ma phú san tí thị ra nếp ba năng dỡ gấp kề măng anh nốt ta răng. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, còn vị nào chưa ông bà Nhật Bình kính mời bàn tay, tại Nhật Bình chưa thấy thượng tọa Tế Viên vào nên Nhật Bình đọc hơi lâu một chút. Nếu có vị nào đưa tay thì Nhật Bình xin nhường mic và kính chào bảo giáo đạo tràng. Tê nơ sa ta tê ca nết chăng đanh ha bà rạt kha ma phù san tê tì thi ra nếp ba năng dỡ gấp khê măng à nụt ta răng. Tệ cha di nô sa ta tì ca nếp chanh đanh na bà rát kha ma phụ san tì thi ra nếp ba năng dỡ gấp khê măng à nụt ta răng. Chí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn. Ma vương khó buộc khó ràng, tự do tối thượng thanh thang bến bờ. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Dây Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ thượng tòa Tệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Quyền. Quỳnh Bát Tha Ná, cô Ái Minh, Thi Na, Sích Trần Đạo, Cẩm Vân và Sích Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài câu pháp của kinh số 23. Dạ, cũng vừa đủ giờ và còn sớm một phút. Dạ, con xin phép trước khi con thỉnh Pháp Sư, con xin phép quý ngài và đạo tràng cho con... có vài lời. Dạ, con bạch thượng tọa Tây Quyền cũng như chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng và kính thưa đạo tràng. Dạ, con xin được phép đại diện ban điều hành của chúng con, cũng như con xin phép được đại diện quý Phật tử trong đạo tràng. Dạ, coi như là từng chủ nhật vừa rồi là 6 lần rồi. Dạ, 6 lần rồi thì con đã cung thỉnh Đại Đức Minh Đạt. Mà có lần thì con gọi điện thoại thì cũng không bắt máy. Rồi
mấy lần như gọi cũng không bắt máy. Và ngày hôm qua con cũng thỉnh sư bằng cách là con nhắn tin trong Zalo, con không dám, con sợ làm phiền sư, con cũng không thấy sư trả lời. Nên chúng con định ngày hôm nay có thượng tọa Tuệ Quyền cũng như đại đức Tịnh Đạt để chúng con cũng thỉnh quý ngài, coi như là quý ngài giúp giùm con. Ngày hôm qua con cũng có nhắn trong Zalo, con không biết là sư có khỏe hay không, mà chúng con thỉnh sư vào đạo tràng, nhưng con cũng không thấy sư trả lời. Nên con xin đại diện ban điều hành cũng như tất cả Phật tử trong rơm Pháp Cú Kinh cùng thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền, sư Từ Bi. Từ lúc mà sư nói là rơm này của sư Minh Đạt làm chủ, thì từ đó về sau chúng con không thấy được sư Minh Đạt, thỉnh cũng không thấy sư trả lời, không biết sức khỏe như thế nào. Nên con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền có thể giúp chúng con để thỉnh sư Minh Đạt, hoặc là như thế nào đó để ngày thứ hai chúng con có được giảng sư. Đó là con đại diện cho ban điều hành cũng như Phật tử rất mong muốn ngày thứ hai, ngày Chủ nhật chúng con có được giảng sư. Dạ. Bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Và sư Tịnh Đạt cũng cho con biết là ngày Chủ nhật không có sư Minh Đạt, thì hôm nay chúng con học là câu 24 chứ không có bỏ qua nữa, thì chúng con làm theo lời sư Tịnh Đạt bạch thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền vì hoan hỷ cho chúng con được học ngữ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 24. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ chưa thì chúng được nghe rõ không? Quý vị nghe chúng tôi nói rõ à?
Dạ, cảm ơn quý thầy Nam cùng đại chúng. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thú vị, chúng tôi xin đầu vào thời giảng và sẽ thích nghĩa và giảng duyên sự. Arahang samma sambuddho phakkawa buddhang phakkawantang apiwade misuakato phakkawata thammo thammang namasa misupatipanno phakkawato savakasangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hội chư tôn đến chư tôn đức tăng nhất tịnh nữ cùng chư Phật tử cũng được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, theo lời của cô Nhật Quỳnh thì nói về Đức Minh Đạt thì chúng tôi cũng nói như thế này. Rồi thì chúng tôi cũng đã nói từ đầu, chúng tôi không có cái chúng tôi chỉ là tự nhiên, chúng tôi có thể giảng được thì chúng tôi giảng, đó là một việc. Còn việc thứ hai nữa là đó là sư cung thỉnh nhị vị là Đức Minh Đạt với sư với là Đức Tịnh Đạt sẽ trách nhiệm được cho cái rung, thì hai vị có một cái sự giải quyết cho chúng tôi không có giải quyết trên cái tinh thần đó. Thì đó là cái việc mà chúng tôi cũng nói một cách bài bản như vậy. Bởi vì nếu như chúng ta không có một cái người mà chủ trì trong rung một hai vị thì sẽ rất là kẹt. Và cũng như là trước kia, thời xưa cái rung pháp cú nó chuyển đổi qua rất là nhiều cho tới ngày hôm nay. Đầu tiên thì chính chúng tôi cũng là một trong những người vận động để duy trì cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi cũng nói thành thật như vậy. Và cũng như là tiếp đó thì sau khi mà sư Bất Tính mất thì chúng tôi mới nói sư Tịnh Đạt thôi, bây giờ thì sư cứ cố gắng sư tiếp giúp để tiếp tục cái giữ cái rung. Và sau khi hết thì chúng ta mới có ý kiến thì chúng tôi nên xuống với sư Nanh sư tìm thêm một vị nữa để hai vị sẽ giữ được cái rung, tức là ngày nào cũng sẽ có hoạt động chứ nó không có bị động. Thì đó là cái tâm ý của chúng tôi nó như vậy. Thì còn sự thật ra thì cái việc mà để tỉnh sư mà để giảng cho cái việc này thì chúng tôi xin báo cho cô Nhật rõ với cô Nhật Quỳnh là như vậy. Cái đó là cô phải báo lại sư Tịnh Đạt thì chúng tôi không có cái trách nhiệm này. Tôi không hiểu lý do mà tại sao mà Đức Minh Đạt không vào rung hay là có lý do gì đó thì chúng tôi không hiểu. Dạ, xin báo trình cho như vậy. Chúng tôi chỉ có biết tới giờ thứ hai khi nào chúng tôi có thể giảng được thì chúng tôi vào, còn khi nào mà không giảng thì chúng tôi sẽ có việc ba cái việc giảng thuyết hoặc những cái việc gì đó thì chúng tôi cáo sẽ vắng. Dạ, nó là như vậy. Mong tất cả chúng ta cũng hoan hỷ, bởi vì sự thật ra thì chúng tôi đã nói rồi, khi mà không có cái trách nhiệm làm chủ ở trong thì xin các vị khác có một cái tích cực hơn, thì chúng tôi đã nói như vậy. Dạ, thì bây giờ xin báo cho tất cả được rõ như thế. Hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 24. Câu pháp cú số 24: nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, từ sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến lần ngày tăng trưởng. Uttha navato satimato suchikamasa nisamakarino sajatasathamachivino apamatasa yaso phiwatthati. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô ấy mình đã chuẩn bị như vậy. Giờ đây thì chúng ta sẽ có cái, nó sẽ được, chúng ta sẽ có chỉ giải quyết ở trong bốn hàng thôi. Uttha navato, đây tức là một cái danh tỉnh từ nam tính, từ cái chỗ tha nát cộng với quanh tú, và cuối cùng nó đổi, tức là nó đổi cái này thì nó theo cái mẹo lực của văn tạm, nó trở thành Uttha navato. Uttha nát cộng với quanh tú, đây tức là thôi quý vị cứ biết vậy đi, chứ còn thí dụ như nó tức là
cái chữ Nikahita hoặc đó nó gặp nhau như thế nào thì chúng ta nói như vậy thì nó rất là dài. Thì đây chính là cũng từ cái một cái danh tỉnh từ, cái danh tỉnh từ ở đây tức là nó cũng có liên quan tới cái, nó có cái căn, tức là căn gọi là căn tha, từ cái chữ tiếp đầu ngữ cộng với đầu ngữ quốc nha, quốc tha nát, có nghĩa là nói đến cái sự nỗ lực hay cái sự tích cực. Còn quốc tha nát quá tú, quốc tha nát quanh tú là đây là nó chia sở thuộc cách. Cái tư cách thứ ba đó, đối với người mà có cái sự tích cực, đối với người có cái sự nỗ lực, đây là tiếp đầu ngữ út cộng với thà, đúng là nghe đứng lên. Còn tiếp vị ngữ quanh tú là chỉ cho cái sở hữu. Thì vì chúng ta được có nghĩa là cái câu thứ nhất ở đó có nghĩa là đối với người có cái sự có cái sự nỗ lực hay có sự tinh cần. Đó, chúng ta xong được một câu. Si satimato, đúng vậy, từ chữ sati cộng với manh tú cũng giống như vậy nữa, cũng nó như một cái tỉnh từ, một cái danh tỉnh từ. Có nghĩa là ngoài đây nó chia ra cái gì cũng an tú. Được, mà nãy tiếp vị ngữ, mà nãy tiếp vị ngữ ở trước là an tú, bây giờ thì là manh tú. Nó kiểu nói lên là người có cái gì, người có cái niệm, người có một cái sở niệm. Satimato tức là người có cái niệm. Cái nghĩa thứ hai, Suchikammasat, đây là cái danh từ nam tính, từ chữ số chí cộng với căm mát, mã xá nó chia theo, nó chia theo cái cái cũng là sở thuộc cách, tức là nói lên một cái việc làm nó không có cái lỗi lầm, tức là việc làm nó trong sạch. Cái chữ căm mát tức là hành động đó. Còn cái chữ số chí tức là nói lên cái sự trong sạch, cái sự thanh bạch, cái sự đúng đắn. Cho nên nói ra cái tức là việc làm trong sạch nó không có lỗi. Nisang Makarino từ cái như Nisamma cộng với kari đây là kari, đây là một cái danh, chúng ta gọi là nhiều cái danh động từ vậy đó, và cái danh động từ tức nói lên một cái việc làm hay là một cái điều gì đó mà chúng ta có một cái sự cẩn trọng, có một sự cân nhắc cái hành động của mình hay là cái chữ kara kari chia theo cái nữ tính. Thì ở đây có nghĩa là một cái sự cẩn trọng hay một hành động có cái sự cân nhắc, có một cái sự vững chãi. Cái này nó nhiều cái căn lắm, như cái căn văn cộng tác, nó quá khứ phân từ. Thì ở đây chúng ta nói tự nhiên là Nisamakarino tức là nói lên một cái sự cân nhắc, một cái sự cẩn trọng. Rồi chúng ta đã xong một cái câu thứ hai. Cái câu thứ ba, Sanyatasat Thamachayino, bây giờ chỉ nhanh Sanyatasat từ chữ động từ săn, nó cộng với căn văn cộng tá lên là quá khứ phân từ có người, có nghĩa là người đã được tự chế, tức là mọi người đã có cái sự tự chế. Ở đây cái chữ tự chế chính là nói đến cái sự thu thúc, đối với sự kiểm soát với chính với tự mình. Thì nó từ cái chữ cái căn văn, tức là người đã có sự thu thúc, mà căn văn đây có sự thu thúc hành an tịnh,
Còn tham mắt chi vi nô, từ cái tham má cộng với chi vi, tức nói đến cái sự sống nó đúng đắn hay là cái việc làm đúng pháp. Dạ. Tham mắt cha vi nô, tham mắt chi vi nô, tham mắt chi vi nô, tức là nó là con người sống đúng pháp, thuận pháp, hành pháp. Câu cuối cùng, appamattassa, tiếp đầu ngữ á cộng với tá, appamatta, tức là ở đây tức là nói đến cái sự không dễ vui, cái sự không giải đãi, appamatta tức là nói đến cái sự phóng dật, cộng với căn bá, tức là cái sự nhấn mạnh ở đây, và giá sát đây chính là một cái danh tiếng. Mà giá sô phi quát thật tí, tức là từ cái chữ giá sát nó cộng với áp phí, cộng với quát, tức là cái căn quát, nó lên cái sự lớn mạnh, nó cái sự tăng trưởng. Còn áp phí đây là tiếp đầu ngữ, nó nói tức nghĩa là nó ở trên. Còn chữ giá xá tức là danh tiếng hay là tiếng lành đó. Dạ. Cho nên chúng ta được dịch ra là tiếng lành, nó được tăng trưởng, nó đột xa, vân vân. Vì vậy cho nên chúng ta đã được dịch một cái câu, tức là người hằng tu thiền định, xin lỗi, nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Và theo phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức là tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chuyên, tự điều theo pháp sống thiền, nỗ lực sung mãn thiện hiền tấn tăng. Đây là một câu pháp cú. Cái duyên sự của câu pháp cú này nó cũng hết sức là đặc biệt. Thì chúng ta nói nó có sự đặc biệt ở đây, tức là có một cái câu chuyện nó rất là dài, nhưng chúng tôi cũng chỉ tóm tắt cho quý vị. Tức là nói lên tiếng nói của một người giàu có. Khi Đức Phật Ngài ngự tại ở quê Lú Quá Đá, Ngài nói liên quan đến cái trưởng giả Cung Phát Khô Sắc Cá. Thì kính thưa quý vị, Khô Sắc Cá là một trong những chuyện coi như là người giữ khố rất là giàu có hồi thời của Đức Vua Bình Sa Vương ở tại cái Vê Lũ Quá Đá này. Có một trận dịch hoành hành tại Vương Xá và trong nhà của vị trưởng khố, từ thú vật cho đến súc vật gì tất cả nó chết, lần lần đến những người làm ở trong nhà nó chết do cái dịch bệnh nó tấn công. Vì vậy hang bà mới kêu cái người con của mình lại, nói thôi bây giờ cha mẹ đã chôn giấu một cái kho tài sản, kho vàng rất là lớn ở trong nhà, bây giờ con phải lẩn đi khỏi nhà, trốn cái dịch này rồi mai sau con hãy trở về, chứ bây giờ chắc chắn rằng cha mẹ nói còn con ở lại thì con cũng chết, cho nên con hãy ra đi. Thì kính thưa quý vị, nó như là cái sự trốn dịch hiện nay vậy đó, ở các nước nó có lân bang với nhau đó, tức là người ta bỏ nước người ta ra đi. Như ví dụ bây giờ bên Campuchia nó trốn về Việt Nam, ở tại đất nước chúng ta đây nè, hoặc là ở bên Trung Quốc qua Việt Nam. Có thể là chính vì vậy cho nên nó gây ra một cái sự lan tràn hiện nay. Tình hình nó cũng đang coi như là báo động, nó chưa đến nỗi cái gì, nhưng điều mà đó ví dụ như vậy đó, thì ngày xưa cũng như thế, người ta trốn cái dịch bệnh. Thì thay vì cái này trong nhà, đi qua cái xứ khác, đi qua cái làng khác, thì ngày hôm nay tức là ở trong cái nước đó nó né, vân vân. Thì kính thưa quý vị,
thì khi mà cung phát hô sát ra đi thì lớp đó còn rất là trẻ, rất là nhỏ. Đến 20 năm sau ông ta mới tìm về. Thì ông ta trở về thì lúc đó đã lớn, đã trở thành một cái người đàn ông lớn, 20 mấy, xem như 20 mấy, gần 30 tuổi, 20 mấy tuổi. Thì khi đi về thì thở bé đi mà, qua 20 năm thì không ai nhìn ra ông ta được. Trên ông ta tìm về thì ông ta thấy cái kho tàng nó còn nguyên chứ không có gì hết. Còn ông ta cũng không dám lấy cái tiền đó ra để xài, bởi vì sợ làng xóm, sợ những người xung quanh người ta thấy, và thế là quan binh cũng đến về bắt bớ, bởi vì tự nhiên mình có một cái số lượng tiền quá lớn. Thì thế là anh ta phải suy nghĩ như vậy, anh ta mới tìm cách, tức là làm thuê kiếm sống. Thì anh ta ăn mặc rách rưới đi đến những cái nơi để xin làm, và anh ta chỉ cần có gạo có thể nuôi sống thôi. Thì thế là anh ta đi xin cái việc làm, anh ta được nhận làm. Mà anh ta được nhận cái việc làm tức là thông báo cho những người, như là một người coi như là báo thức vậy đó, cho tất cả công nhân, cho tất cả những cái làng xóm người ta, những cái giờ đánh thức, anh ta phải có cái trách nhiệm đó. Và anh ta làm hết sức là cẩn trọng, đầy đủ cái việc làm của mình. Thì một hôm vua Bình Sa Vương đi ngang cái làng xóm này, nghe được cái tiếng nói của anh ta, thì Bình Sa Vương mới nói đây là một tiếng nói của một con người giàu có, mới được một cái tiếng nói nó lớn mà nó mạnh mẽ và nó đầy đủ cái quy lực quy thế như thế. Thì cô nữ tỳ gần vua mới bạch vua, bạch đức vua, không thể chuyển đây được, bởi vì đây chỉ là của một cái người nghèo khổ. Cất lên cái tiếng đó thôi. Thì ngài vua nghe nói như vậy, thì nhà vua cũng có quan tâm. Và mấy ngày sau, vua nghe được cái tiếng âm thanh tiếp tục nói lên nữa. Thì vua nói đây là cái tiếng của một người giàu có, của một người có đầy đủ tiền của, chứ không phải là một con người bình thường. Thì sai nhiều nữ tỳ đi tới để tìm, thì cái người này chỉ là cái người nghèo khổ vậy, chứ không có là cái người gì cả. Và cuối cùng vua nghe nhiều lần nữa, thì vua nói chắc chắn rằng đây là một người giàu có, chứ không phải của người bình thường được. Thì có một bà hoàng hậu mới xin đức vua, được rồi, bây giờ xin vua cho 1.000 đồng tiền vàng, và cho đem theo con gái công chúa của mình đi theo. Và nếu như cái người này là người giàu có thì sẽ đem nguyên kho vàng đó về trong hoàng cung. Rồi bà hoàng hậu này phải nhận 1.000 đồng tiền vàng cùng với người công chúa, tức là con gái của mình, mới đi đến cái xóm lao động đó, mới xin tá túc. Và lần la thì cuối cùng có thể gần kề được, có thể sống chung ở chung nhà với công phá sa ca sa cá này. Và cuối cùng thì cái người con gái này cùng với công phá sa ca sa cá mới lấy với nhau. Thì kính thưa quý vị, thì ở trong cái nhà nó thuận yên như vậy, nhưng một hôm rồi bắt đầu vua mới chúng ta nghe là coi như là cái quyên tiền, vận động tiền á, để nhân một cái ngày mà nó coi như là cái ngày khánh hạ, tức cái ngày vui của cái mùa này, cái tiết kia của thời xưa của vua đó, thì mỗi nhà phải đóng góp. Thì cái người mẹ này, tức là bà hoàng hậu, bà mới kêu cái người con của mình á, nó phải đưa tiền để đóng. Thì người con này nó hô á, con đi làm á đủ về nuôi cơm nuôi gạo thôi, chứ có tiền đâu mà đóng. Cô nói cái đời này không được, nếu mà không đóng á là sẽ bị phạt. Thì thế là anh ta buộc anh ta phải mở cái kho, anh ta lấy một cái đồng tiền vàng ra, và một
hai đồng tiền vàng, bắt đầu những lần sau bắt đầu tiếp tục nữa, thì bắt đầu sau đó đó thì nhiều lần anh ta rất là ngại mở cái kho này ra, mở lấy cái kho đấy ra đó, không thể sợ thế nào cũng sẽ bị phát hiện, cũng sẽ bị biết. Cuối cùng anh ta lấy một số tiền, và sau đó khi Đức Vua mới kêu đến, kêu tất cả, mà kêu đặc biệt là những người nào mà nộp cái đồng tiền vàng như thế này nè, mới kêu mới kiểm tra mới tìm đến. Thì lúc đó hoàng hậu mới quay về cùng với công chúa, thì vua tới hỏi ngươi làm sao mà ngươi chỉ đi làm như thế mà ngươi có đủ tiền, một tiền vàng thì ngươi đóng. Nói là ông ta nghèo lắm, kêu không có cái này, nó tôi nghèo lắm, tôi chỉ đi làm công làm thuê thôi, cũng ngươi đừng có nói với ta như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì cuối cùng á thì vua mới điều tra ra, mới hỏi ông ta, thì ông ta mới buộc ông ta phải khai thật. Thì đúng như vậy, ông ta là không có khai sắc cá, tức là không có khô sắc cá, tức là con của một trưởng khố thời xưa đó. Thì nếu như có một tài sản lớn mà tại sao ngươi không có tiêu pha tài sản của mình? Thì kính thưa quý vị, thì ông ta mới nói rằng ông ta không có thể làm được như vậy, ông ta sợ. Thì cuối cùng á, thì mới biết được á, chính người con gái đó chính là công chúa, và thế là chúng ta được vào trong cung điện mà sống. Thì cái câu chuyện này nó có nhiều cái chỗ mà nó đặc biệt lắm, nhưng điều ở đây chúng tôi nói tóm tắt cho quý vị nghe như vậy đó. Và cuối cùng anh ta mới thành thật khai báo hết tất cả, thì cả gia tài đó đem vào hoàng cung hết, xung vào cái công khố hết. Và kính thưa quý vị, vua đồng ý tiếp tục gả cái công chúa cho anh ta, và sau đó vua dẫn anh ta đến đảnh lễ Đức Phật, để đồng thời ca ngợi về cái hạnh tốt của anh ta đó. Anh ta không nghĩ lại cái tài sản của mình, mà chịu khó chỉ là một người nghèo bằng cái sức lao động của mình thôi, chứ không có xài nó phung phí, nó hoang phí. Thì nghe xong cái điều đó, một người sống như thế, Đức Phật ngày tán thán, này đại vương là một người sống chân thật. Những người mà có cái tánh mà trộm cắp hay là những cái tánh mà tà bại á, thì người ấy sẽ đau khổ ở những kiếp này và những kiếp sau nữa. Và ngược lại, những người có nỗ lực hết sức mình, luôn luôn có chánh niệm ở thân khẩu ý đều thanh tịnh, biết dè dặt từng cử chỉ hành động của mình, biết chế ngự thân khẩu ý và hành động, sống chân chánh thì không có mông lung, không có dễ vui. Và người như thế thì ngày càng dũng mạnh, và ngày kết thúc bằng câu phúc cú, nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phân biệt tiếng lành, ngày tăng trưởng. Thì kính thưa quý vị, đó là cái câu pháp cú mà chúng tôi vừa giảng cho quý vị nghe về cái câu chuyện. Ở đây chúng ta thấy một người sống, kính thưa quý vị, sống bằng một cái giữa chánh, chỉ một duyên sự nhỏ thôi. Cái người công tử khung phát khô sắc cá, giữ gìn cái tiền bạc của mình nó một cách cẩn trọng, thì ngược lại đối với người Đức Phật này luôn luôn phải biết phải gìn giữ cái chánh niệm, đừng có khoe khoang cái hành động của chính mình. Mình hãy thận trọng, tịnh hạnh, hành thận trọng. Ở đây, hồi nãy chúng tôi có thích nghĩa, tôi nói lên cái gì? Cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực để chúng ta không có cái biến nhắc, hay không có mà chúng ta có một cái niệm, có cái niệm ở đây, tức là biết giữ gìn chánh niệm. Kính thưa quý vị, người mới biết giữ gìn chánh niệm, người đó sẽ không bị đảm trí, người đó sẽ không bị phóng dật.
sự thật ra mà nói luôn á, có những cái bệnh nghiệp, nhưng nếu chúng ta càng tu càng lớn, mà chúng ta càng nhiều mà không có giữ cái chánh niệm, cái chánh định á, thì người đó dễ bị quên lãng. Thứ nhất dễ bị chúng ta bị lú lẫn, dạ, tuổi già nó bị lú lẫn. Ngay cả tu cũng vậy, nếu người tu mà không có chuyên năng, không có nỗ lực thì chúng ta cũng sẽ lú lẫn, sẽ quên trước quên sau. Đó là cái sự thật đó quý vị. Mà nếu như người nào có cái sự tu tập, có một cái sự gìn giữ cái tâm nghiệp của mình một chút xíu, có chánh niệm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, không dám nói là mình tu tập được một cái sự đạt được một cái giá trị tốt đẹp tuyệt đối, nhưng ở đó chúng ta cũng phải có một cái sự căn bản tốt đẹp. Nó căn bản tốt đẹp ở đây chính là cái gì? Phải có một cái, có một giá trị tu. Tu chúng ta phải biết việc nào nó ra cái việc đó, nó phải biết cẩn trọng, phải biết được một cái sự ổn định, cái sự tốt đẹp thì chúng ta mới tu tập được. Còn không mà phải nói rằng nếu như mà chúng ta quen, chúng ta chuyên tu, chúng ta chuyên niệm, thì chúng ta chuyên niệm thì cái việc làm này nó là một cái điều tốt đẹp. Cái hàng ngày như mọi ngày chúng ta làm việc như thế, chúng ta sống như thế, chúng ta làm như thế, như là buổi chiều buổi sáng chúng ta học kinh hay chúng ta thiền định, chúng ta phải có những cái giờ giấc nó rõ ràng, là chúng ta chuyên cần, chúng ta nỗ lực. Sự thật ra mà nói luôn, giờ giấc mà quý vị vào đúng đắn như vậy, đó cũng là một sự tán thán. Vì nhớ rõ như vậy, đó cũng là một sự tán thán, chứ không phải là, không phải là một cái điều mà chúng ta thấy bình thường được đâu. Nó rất là khó đó quý vị. Nói đến những quý vị mà dù cho có rảnh rỗi của mình đó, tuy cái sự rảnh rỗi đó như vậy, những điều mà nó phải có cái tâm, nó phải có cái duyên, cái tâm, và phải có sự tinh tấn rất lớn, chúng ta mới vào, mới nghe pháp, chúng ta mới vào, chúng ta làm các cái việc công tác Phật sự. Chứ nếu chúng ta không có một cái tâm thì chắc chắn là chúng ta không có làm được đâu. Cái điều này thật như vậy đó. Mà cái tâm đó là cái tâm gì? Cái tâm chúng ta hậu trì Phật pháp, cái tâm chúng ta kính pháp, đó là cái tâm trước nhất, kính pháp, và chúng ta nghe pháp. Đó là một cái nguyên nhân để tăng trưởng cái trí tuệ, tăng trưởng cái kiến thức của chúng ta. Chúng ta nghe nhiều, nói nhiều, nhưng chúng ta sẽ không bằng nghe được một những câu kinh mà ở trong kinh dạy rằng, tức là được nghe chánh pháp á, sẽ làm người có dễ đâu, được làm người có sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gặp Phật ra đời thật là khó thay. Thật sự cái lỗ tai này, nó nhĩ thức này, thọ xả quả thiện thì rất là tốt đẹp. Mà quả thiện đó là những cái âm giai tiết điệu, những cái lời kệ, những cái lời kinh, những cái câu kinh như thế đó, thì kính thưa quý vị, rất là tốt đẹp. Nó còn trăm trăm ngàn lần chúng ta làm danh ca, có như là được thấp này thấp kia, nhưng đó chỉ là phục vụ cho cái nhĩ thức này, thọ xả quả bất thiện này, để cái ái tánh. Còn nhĩ thức thọ xả quả thiện này để chúng ta nghe, để chúng ta tỉnh thức, để chúng ta có một cái sự tự điều tự chế mình. Nhưng mà chúng ta sống đúng theo pháp, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay, cũng từng chút đó, trước lạ thì sao quen, lần lần rồi nó cũng sẽ thành tựu. Thì Phật pháp này
nó là như thế. Đầu tiên thì chúng ta nghe những cái từ ngữ nó rất là khó, khó hiểu. Nó cái từ Hán Việt hay cái từ tiếng Pali chúng ta không biết gì hết. Nhưng rồi cái gì cũng vậy, mưa dầm thấm đất thì từ từ nó cũng sẽ thành tựu. Đó. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta sống theo pháp, chúng ta hành pháp, chúng ta sống theo pháp, chúng ta tự điều, tức là chúng ta sống có một cái, có một cái căn bản. Sống có một cái tự điều tự chế, thiết lập cho mình một cái hướng đi, một cái con đường, một cái chí nguyện, thì đó chính là cái hành động tốt. Mà trong kinh dạy rằng, tức là nếu như người cái hành động á, đúng đắn, tốt đẹp, có trí tuệ và có quyết định, thì người đó sẽ thành tựu. Cái này nó cũng nối lên một cái, một cái ý chí của chúng ta nó vững vàng. Chúng ta tu, chúng ta muốn ly dục, chúng ta muốn thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của cái dục, và chúng ta có trí tuệ, và chúng ta có cái một chí nguyện. Đây là ba cái nguyên lý đầu tiên cho chúng ta hành các thiện sự, hay chúng ta thực hành các cái pháp độ. Cũng như ba cái pháp độ làm nền tảng, làm căn bản, đó chính là ly dục, nikkhamma, paññā và atthiṭṭhāna. Thì chúng ta có cái kiên trì, có cái tinh tấn, có cái chuyên chú như thế, có cái tự điều, chúng ta sống theo pháp như thế, rồi chúng ta tạo lập cho nó quen sống theo cái một cái khuôn mẫu của mình, dựa trên cái tinh thần lời Phật dạy, hay dựa trên cái luật pháp mà Phật chế, Phật dạy, Phật định. Và chúng ta cứ làm như thế hàng ngày, như mỗi ngày chúng ta làm như vậy. Bây giờ cái việc mà chúng ta bảo chúng ta cứ ngồi xuống, hay chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi, chúng ta ghi nhớ chánh niệm, chúng ta có cái chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta có sự ghi nhớ, có một sự cẩn trọng, nó không phải là một điều dễ làm đâu quý vị. Mà khi chúng ta làm thấy nó đơn giản, nhưng không giản đơn như tính chính mình, khi đi vào mình mới cảm thấy rằng nó sẽ có nhiều cái nó được giới hạn. Bởi vì do tâm con người mình nó phóng dật, do tâm con người nó bay nhảy, tâm con người mình nó chạy lung tung lang thang hết, cuối cùng chúng ta không nắm bắt được gì cả, cuối cùng chúng ta không thành tựu được gì cả, và cuối cùng chúng ta thất bại. Như nãy chúng tôi nói đó, thí dụ bây giờ con người mình, nếu như mình giữ gì, có biết giữ cái chánh niệm chánh định, hay là chúng ta đứng trên một lập trường, một chánh tri kiến, lập trường chúng ta hướng tu, thì không gì có thể thay đổi được. Mà hướng tu đó nó có trí tuệ dẫn đầu, hướng tu đó chính là kỷ niệm của ly dục, và chúng ta có một cái quyết định và một cái sự nỗ lực chuyên cần tinh tấn, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ thành tựu được cái nguyện ước của mình. Nguyện vọng đó là nguyện vọng ác, nó cũng sẽ tác thành cái ác cho chúng ta, cái cực ác. Mà nguyện vọng thiện thì chúng ta thực hành, nó dầu cho nó là đại thiện, dầu cho nó là đại thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là đại thiện siêu thế, thì chúng ta cũng sẽ thành tựu. À, nó như thế đó, do cái tâm quyết định này. Cái tâm quyết định đó tức là cái pháp dục hay cái tham đó, cái tâm ước muốn đó, cái tham muốn đó, nó sẽ thành tựu.
sự đời này tốt xấu, đúng sai, thật giả gì do cái tâm quyết định của mình hết. Do cái cách sống, cái sự thọ trì, cái sự học hiểu, cái sự thẩm xét của tất cả chúng ta, chứ không ai làm chủ, không ai dạy cho ta cả. Và người, một người không cần phải khoe khoang, không cần sống mà phải trưng bày cái gì là sự thật, cái đó nó sẽ tồn tại. Cái đời sống của chúng ta nó không phóng túng, nó không có làm những cái điều ác, làm những cái điều mà nó phi pháp, mà chúng ta sống đúng đắn, có tư cách, có phẩm hạnh, có một cái đạo đức, thì chắc chắn rằng đời người, tức là người ta sẽ biết thương tưởng mình. Khi chúng ta biết, tức là sống có đức, trời thương đất tưởng là như vậy đó. Hay là chúng ta nói tức là sống có đức, có đức độ. Con người sống có đức độ là con người sống biết hài hòa, biết vị tha, biết tha thứ, biết chia sẻ, biết hiểu đến người. Chỉ bao nhiêu đó thôi, một phần cái tâm từ tâm bi thể hiện là cũng là tiếng lành đồn xa nè. Mà chúng ta không cần, nếu là chúng ta làm bằng một cái tâm mà bá la mật, hay cái tâm buông bỏ, không cầu danh, không cầu lợi, chỉ biết giúp cho đời, chỉ biết giúp chia sẻ người, hay sự cúng dường không cần nêu tên hài tuổi cũng không sao. Sự cúng dường đó là một sự cúng dường ba la mật. Cái sự hy sinh đó là một sự hy sinh ba la mật. Sự buông bỏ là một sự buông bỏ vô cầu vô chấp. Tức là đó là ý niệm của chúng ta sống trong cái gì, trong cái giá trị, nó không có bị phóng dật. Bởi vì tôi làm như thế này phải có tôi làm như thế kia phải được A, phải được B, phải được C, ước cầu cái nữ cộng gì không cần. Mình chỉ biết rằng mình san sẻ, mình chỉ biết rằng mình hộ pháp, hộ đạo, mình chỉ biết mình làm như thế. Với cái tài sản, với cái công sức của mình, ít, nhỏ, lớn, nhỏ gì đó, chúng ta góp nên cho sự phát triển của Phật Pháp, cho cái sự bền vững của tăng già, thì như thế thôi. Tâm chúng ta có cái tâm hộ đạo hộ pháp, và cuối cùng đó chính là cái gì, tự mình phải sống cho chính mình thôi. Cũng như không ai có thương ta bằng chính mình, thương mình, người biết thương mình, người đã biết cái thời gian của cuộc đời, thời gian của tuổi trẻ, thời gian của trung niên, thời gian của lão niên, người đó biết quý trọng cái sống của mình, người đó biết quý trọng cái giá trị hiện hữu của chính mình, mà làm các công đức thiện sự trên cái thân ngũ uẩn nó bèo dạt mây trôi này, trên cái ngũ uẩn giả tạm này, mà chúng ta biết tranh thủ, biết làm các công đức thiện sự, một con người như thế mà sống đúng pháp nữa thì còn gì tuyệt vời nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật ngài ngợi khen một cái giá trị cái gì, tự điều tự chế, sống không phóng dật, sống biết thiểu dục, biết tri túc, không khoe khoang, tự cho mình là tu như thế này, tu như thế nọ. Hỡi khi nào mà ái tăng trưởng, tức là cái giá trị dục nó ngự trị trong lòng, ái tăng trưởng thì có nghĩa rằng trầm luân sanh tử đau khổ. Tôi thấy không? Mà nếu như chúng ta biết tu là nó khác. Tất cả pháp do duyên mà hợp cũng do duyên, hễ có hợp thì phải có tan.
có tập trung nơi này rồi phải kết thúc. Lúc này mở lúc 6 giờ thì phải đóng lúc 7 giờ, vân vân. Hoặc có thể nhưng điều trước sau gì, có thể sớm mở sớm hơn, có thể đóng muộn hơn, nhưng chắc chắn rằng phải đóng lại. Bởi vì cái gì có mở thì ở đó có đóng, cái gì có cái sanh thì phải có cái diệt. Cái đó là thật, không phải. Nó hằng hữu muôn đời là thế. Nó là hành trạng của các pháp hữu vi, không thể thay đổi được. Chúng ta thấy một con núi kia, một dòng sông nọ, một biển cả kia, hôm nay nó là một đồng bằng, ngày hôm nay nó là một quả núi, vân vân. Nhưng thử xưa nó là cả một đồng ruộng mênh mông, hay là một biển hồ rất là lớn lao. Hồi xưa nó là trùng khơi biển nước, nhưng ngày nay nó không còn nữa. Rồi từ một cái đồng bằng, từ một cái dãy núi đó, một cái sự chuyển đổi vô thường của tứ đại này, nó chuyển đổi qua, thì chúng ta biết bao nhiêu cái thành phố, biết bao nhiêu một cái làng mạc hưng thịnh, nó chìm sâu dưới biển, hay hoặc nó bị hoang tàn và nó trở thành một mảnh đất. Từ đó cây cối nó mọc lên là một cái rừng hoang. Không cần chi hồi thở xưa như lời Phật dạy, mà chúng ta thấy ngày hôm nay các đền đài mà cho tức là Guinness, tức là Guinness, tức là kỷ lục của thế giới đó. Những kỳ quan nó ngoài sức tưởng tượng của con người đó, thì đều nằm ở trong rừng, hay là ở những cái nơi biển khơi xa xôi, hay là những cái nơi mà phải nói rằng con người ít có lui tới đó. Nhưng thời xưa đó là một trong những cái phồn hoa, vân vân. Thì kính thưa quý vị, cái cuộc đời nó vô thường như vậy đó. Cho nên vì vậy Đức Phật ngày tán thán ai luôn luôn có sự tích cực mà không sao lãng, có tự chế, có cái sự tu tập. Chính người đó xem như là tự xây cái hải đảo cho mình. Người đó nếu như tiếng lành thì được đồn xa, tức là sống biết thu túc, sống biết buông bỏ, sống biết thực hành đúng pháp. Thì kính thưa quý vị, người này là người tiếng lành sẽ được đồn xa là như thế. Mong tất cả chúng ta nếu có được thì cũng có là có từ mãi mãi thôi. Và nếu như chúng ta không có được thì chúng ta cứ suy nghĩ chúng ta đỡ phải đeo mang những gì chúng ta có. Đó là tiền của danh vọng, sự nghiệp, tâm tư, tình cảm. Cái thật sự có nhiều cái đó, nó là nhiều cái đau khổ đó, chứ chưa chắc là cái an vui đâu. Dạ. Thì xin có đôi điều trình bày duyên sự, thích nghĩa duyên sự và ý nghĩa của câu pháp cú số 24 là như vậy. Xin có đôi lời giải thích và giảng thuyết như vậy đến toàn thể đại chúng. Chúng tôi xin chấm dứt, nếu có được chia sẻ tất thì cũng mong toàn thể quý vị quan hệ cho. Kính chấm dứt thời giảng thuyết này, kính dân Phật Pháp Lạc được Đức Trời Thầy Thích từ Đại Thiên Vương, Thủ tướng Chí Tiên, Hồ Trị Chánh Pháp. Chúc cho các vị chư thần chư thiên người tại chùa Quảng Nghiêm, chùa Vũ Đức, cũng như các vị chân linh, quý linh ở hai chùa, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp, và nguyện cho tất cả chúng ta được an lạc, được tấn Pháp. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Nằm ở các vị trí chúng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư.
Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, sư có trúc mái không? Con kính dâng mít đến sư. Bà tu sắp bà mang gà lăng ra khăn tu sắp bà đê và ta sắp bà mô ta nữ phá quê đa sá ra sá thê bà môn tuy tê. Bà quà tu sắp bà mang gà lăng ra khăn tu sắp bà đê và ta sắp bà tham ma nữ phá quê đa sá ra sá thê bà môn tuy tê. Bà quà tu sắp bà mang gà lăng ra khăn tu sắp bà đê và ta sắp bà sang khá nữ phá quê đa sá ra sá thê bà môn tuy tê. Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Gia đề quá ta sanh ti vi hạ ra hoa si ni phu phê gà rê mô thi gà rê tạ hình tạ hình. Ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa quan tu te cha na bu cha ye pi cha na sam pa wa sam se da cha ta ra vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa sang pa ti cha te sap be vi lu khat sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ca la sang khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hệ rát khan tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri nô út thêm sam ba hu na ya ma tham ma ri ya ba về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.